Cô 89 á, là cô đi làm trái đi cả.
4 rồi. Chơi Arsenal đó là ba mẹ nó. Mỗi lần mà em mua đá là cho nên cũng như em trả lời. Thằng mà chặt bánh nhiều hơn cả mấy anh chị đạo đó. Là chặt bánh 40 mấy lần. Trong đó hàng tiền đạo cái lúc mà thật sống đấy. Một thằng chặt 10, một thằng chặt 10. Đã có cái hạt lần. Đủ. Gặp. Nhưng mà trong những thằng nào nó chỉ là tự tiên hiệp. Này đâu có báo đâu, thấy không? Không thể dậy nữa mà đi hả? Cái gì?